chứng khoán giá rẻ đầu tiên tại Việt Nam. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình chứng khoán cuối tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, tính đến cuối năm 2017, quy mô thị trường chứng khoán Việt Nam đã cán mốc 153 tỷ đô la Mỹ, là thị trường lớn nhất trong nhóm cận biên theo phân loại của MSCI và vượt xa nhiều thị trường mới nổi như Qatar, Pakistan, Ai Cập. Vậy đâu là vị trí của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bản đồ nâng hạng? Chúng ta đang thiếu những tiêu chí nào và giải pháp nào của nhà quản lý là để có thể tiến hành nâng hạng cho thị trường chứng khoán Việt Nam? Đích đến nâng hạng thị trường chứng khoán có còn xa hay không? Tất cả sẽ có trong chương trình chứng khoán cuối tuần này. Mới đây, theo báo cáo của SSI Retail Research, đích đến của việc được nâng hạng từ cận biên lên mới nổi của thị trường không còn quá xa và không loại trừ khả năng Việt Nam có thể được đưa vào danh sách xem xét nâng hạng vào tháng 6 tới đây, vì chúng ta đã đạt được một số tiêu chí như sau. Theo ước tính của SSI Retail Research, đã có 6 cổ phiếu đạt điều kiện của MSCI, yêu cầu tối thiểu 3 cổ phiếu, và con số sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Khi quy mô và đặc biệt là quy mô đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài đủ lớn, thì các yếu tố định tính không còn là rào cản đối với Việt Nam. Bên cạnh đó, môi trường vĩ mô ổn định cũng tác động tích cực tới quá trình xem xét nâng hạng. SSI Retail Research không loại trừ khả năng Việt Nam được đưa vào danh sách xem xét nâng hạng của MSCI trong tháng 6 tới đây, và có thể đây là một cú hích tích cực cho thị trường chứng khoán Việt Nam. Ta được chú ý bởi chúng ta thật sự là tốt. Các anh chị hình dung Việt Nam là một trong những nước duy nhất tăng trưởng cao nhất thế giới trong năm vừa rồi, thì điều đó thật sự là xứng đáng để các nhà đầu tư nước ngoài bỏ tiền vào. Quy mô của thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay theo đánh giá là đứng thứ tư trong khu vực. Đây là một điểm sáng của thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm nay. Trong khu vực thì hiện nay thị trường chứng khoán Việt Nam đang đứng khoảng thứ tư, thứ năm trong khu vực. Và để đạt được cái quá trình nâng hạng này, chúng ta gần như là chúng ta đạt được rồi về một số tiêu chí với cả sự nỗ lực của cơ quan quản lý nhà nước. Trong vòng 1-2 năm trở lại đây thì rất là hy vọng khoảng năm 2019, giữa năm 2019 thì cái quá trình xem xét này sẽ được MSCI đánh giá và nâng hạng lên. Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay đã có điều kiện hơn rất nhiều, nhưng thị trường chứng khoán Việt Nam hiện vẫn đang được xếp vào nhóm thị trường cận biên. Với thứ hạng này, thị trường chứng khoán Việt Nam chịu thiệt thòi chung khi các quỹ đầu tư quốc tế thường chỉ dành tối đa 2-3% giá trị danh mục giải ngân vào loại thị trường này. Hiện nay là Ủy ban Chứng khoán, hiện nay là chúng tôi có cái báo cáo, có một cái tổ riêng và báo cáo hàng tháng. Thế nhưng mà chúng tôi cũng thấy rằng là cái việc nâng hạng của thị trường ấy, là chúng ta bây giờ có điều kiện hơn rất nhiều. Vì quy mô thị trường được phát triển, số thanh khoản thị trường phát triển, số doanh nghiệp trên tỷ đô ở trên thị trường cũng khá nhiều, điều kiện nó tốt hơn. Thế nhưng mà việc nâng hạng của thị trường thì cũng phụ thuộc vào cả một cái quy trình đánh giá của MSCI. Và chúng ta cũng thấy rằng là làm sao là chúng ta một mặt là chúng ta căn cơ vào các tiêu chí để cố gắng đạt được, nhưng một mặt ấy thì chúng ta cũng phải tự thân là phải xứng đáng. Tức là xứng đáng ở đây là xứng đáng cả về tiềm năng phát triển, xứng đáng cả về một cái cơ sở pháp lý đồng bộ để bảo đảm cho cái việc đầu tư vào đây là coi như là an toàn và chia sẻ cơ hội đầu tư, thì chúng ta mới có thể được nâng hạng. Và thì việc nâng hạng lại theo một cái quy trình của MSCI. Cho nên là chắc là cái câu chuyện của chúng ta sẽ phấn đấu. Nhưng mà cái câu chuyện của nếu như mà gọi là nâng hạng thị trường trong 2018, 2019 thì chúng tôi cho rằng là cái mục tiêu đó là khó, vì theo một quy trình của họ. Vậy chúng tôi nghĩ rằng là 2018 và đến cái kỳ xem xét của 2019 thì chúng ta hy vọng và cố gắng là đưa vào được cái danh sách review của MSCI. Đấy là cái mục tiêu mà chúng ta cần phải ngắn hạn mà chúng ta đạt tới. Còn nhớ năm 2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã làm việc với MSCI về các tiêu chí để nâng hạng thị trường từ mức thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường chứng khoán mới nổi. Về tiêu chí định lượng, yêu cầu của MSCI đối với thị trường mới nổi phải có tối thiểu 3 doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí về vốn hóa, tỷ lệ phần trăm vốn hóa tự do giao dịch và tính thanh khoản của cổ phiếu. Theo đó, các công ty này phải có vốn hóa thị trường từ 1.260 triệu đô la Mỹ, trong đó tối thiểu 630
50 triệu đô la Mỹ vốn hóa được tự do giao dịch và khối lượng giao dịch bình quân năm đạt ít nhất 15% vốn hóa, đồng thời ít nhất 50% số phiên giao dịch trong vòng 3 tháng có giao dịch. Ở tiêu chí này, tại thời điểm đó, Việt Nam đã có một số doanh nghiệp đáp ứng được, thậm chí vượt so với yêu cầu của MSCI, trong đó có một số mã như VIC, HPG, MSN. Nhưng vào đầu tháng 10 năm 2014, MSCI chưa xem xét lại việc phân loại của thị trường chứng khoán Việt Nam. Hiện nay, thị trường chứng khoán Việt Nam gần như đáp ứng được các tiêu chí, định tính và định lượng liên quan đến việc nâng hạng thị trường chứng khoán của MSCI. Tuy vậy, hiện Việt Nam đang gặp phải một số vướng mắc lớn nhất về mặt định tính, đó chính là việc thông thoáng dòng vốn ngoại. Việt Nam được đánh giá là nước mở cửa mạnh mẽ cho các nhà đầu tư nước ngoài khi chính phủ ban hành Nghị định 60 năm 2015 cho phép nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ tỷ lệ sở hữu cổ phần tại các doanh nghiệp lên đến 100% đối với lĩnh vực mà nhà nước không cần kiểm soát. Song dù Nghị định 60 đã chính thức áp dụng kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2015, nhưng đến nay vẫn còn tồn tại hàng loạt nút thắt. Đơn cử vấn đề căn bản nhất như xem xét ngành nghề được áp dụng theo nghị định này cũng chưa rõ, bởi hầu hết các doanh nghiệp hiện nay đăng ký kinh doanh đều có ít nhiều liên quan đến danh mục ngành nghề có điều kiện theo luật đầu tư. Mặc dù có không ít phương án tháo gỡ được bàn đến, nhưng vẫn chưa có một giải pháp căn cơ nào rõ ràng. Về cơ bản thì Việt Nam đã hoàn thành các cái chỉ tiêu mang tính chất định lượng, chẳng hạn như là về giá trị vốn hóa thị trường, về thanh khoản. Tuy nhiên là Việt Nam vẫn còn thiếu những cái yếu tố mang tính chất định tính, chẳng hạn như là về chu kỳ thanh toán. Hiện nay thì Việt Nam vẫn chủ yếu là thanh toán T2, chưa có giao dịch trong ngày. Cái thứ hai đó là về mức độ tự do hóa dòng vốn, hiện nay vẫn còn khá là hạn chế. Chưa kể đó là những cái yếu tố quan trọng nữa, đó là Việt Nam vẫn giới hạn tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài. Thì tôi nghĩ rằng đây là cho đến khi Việt Nam cải thiện những yếu tố này, thì trong trường hợp sớm nhất thì Việt Nam có thể là được cân nhắc đưa vào cái danh mục các quốc gia được nâng hạng thị trường cho năm 2019. Và khả quan hơn nữa thì Việt Nam sẽ được nâng hạng vào năm 2020. Mặt khác, việc Bộ Tài chính ban hành thông tư 123 năm 2015 quy định về hồ sơ thủ tục cấp mã số giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài đã tạo điều kiện dễ dàng và thuận tiện cho đối tượng này tham gia đầu tư trên thị trường. Nhưng ngược lại, các nhà đầu tư nước ngoài không dễ dàng gì đổ vốn vào thị trường chứng khoán Việt Nam khi họ chưa thể nắm bắt rõ ràng thông tin về doanh nghiệp. Thông tư 155 năm 2015 về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán chỉ dừng lại ở yêu cầu Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán công bố thông tin bằng tiếng Anh mà chưa có chế tài để các doanh nghiệp lớn thực hiện minh bạch thông tin bằng cả hai thứ tiếng Việt và tiếng Anh. Đó là điều đang gây khó cho sự lựa chọn rót vốn của các nhà đầu tư nước ngoài. Thật ra thì một trong những điều mà các nhà đầu tư nước ngoài kỳ vọng vào thị trường Việt Nam, tức là người ta kỳ vọng việc nâng hạng thị trường đối với thị trường chứng khoán Việt Nam. Hãy liệt kê tất cả các yếu tố để sao được nâng hạng thị trường. Và tất cả chúng ta, bao gồm từ ủy ban đến các thành viên thị trường, đến sẽ cùng nhau đến làm việc với chính phủ, làm việc với cơ quan khác, để làm sao tất cả các yếu tố giúp cho thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng. Đây là mục tiêu để chúng ta phấn đấu. Và khi tất cả những cái điều kiện tiên quyết để chúng ta được nâng hạng nó thành hiện thực, thì nghiễm nhiên chúng ta, hệ quả là chúng ta được nâng hạng. Và việc chúng ta được nâng hạng thì uy tín thị trường, uy tín nhà đầu tư và uy tín của thị trường chứng khoán Việt Nam nó sẽ lớn lên rất là nhanh. Và lúc ấy thì tức khắc tất cả những cái chỉ số, tất cả những điều mà chúng ta mong muốn nó sẽ trở thành hiệu quả và tất yếu. Thì chẳng hạn như là trong năm 2017 vừa rồi thì thị trường chứng khoán phái sinh đã ra đời, và tiếp theo đó là những cái sản phẩm như chứng quyền, và sắp tới nữa đó là giao dịch mua bán trong ngày. Mặc dù vẫn còn mất nhiều thời gian, nhưng mà tôi cho rằng đó là vẫn thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn đang trong cái giai đoạn là tái cơ cấu mang tính chất là đúng hướng. Và trong cái kịch bản sớm nhất thì cái quá trình nỗ lực để mà cải thiện cái yếu tố quy mô thị trường, thanh khoản cũng như là yếu tố minh bạch, cũng như là đa dạng hóa các sản phẩm tài chính, thì tôi cho rằng là khoảng 2 năm nữa thì chúng ta có thể hy vọng là Việt Nam có thể là được đưa vào danh mục nâng hạng.
Hiện nay, sức cầu nhà đầu tư nước ngoài tham gia trên thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và nhu cầu thực tiễn. Chính vì vậy, một trong những mục tiêu chính đang đặt ra là phải thu hút mạnh mẽ hơn nữa nguồn vốn đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài qua kênh thị trường chứng khoán và nâng cao tính minh bạch cho thị trường cũng như các doanh nghiệp niêm yết. Để con đường nâng xếp hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi trở nên không quá xa xôi, ngoài sự quyết liệt từ phía cơ quan quản lý, cũng rất cần sự rốt ráo vào cuộc của chính các doanh nghiệp trong việc nâng cao quản trị công ty, minh bạch công bố thông tin và sự trưởng thành của những nhà đầu tư tham gia thị trường. Sau hơn 20 năm hình thành và phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam đã khẳng định được vai trò là kênh dẫn vốn hiệu quả cho nền kinh tế. Tuy nhiên, trên bình diện các thị trường tài chính thế giới thì thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn đang được xếp hạng là thị trường cận biên. Đây là mức thấp nhất. Thực tế cho thấy, câu chuyện nâng hạng thị trường không chỉ ở Việt Nam mà nhiều thị trường frontier market trên thế giới cũng đang nỗ lực để được nâng hạng lên thị trường mới nổi. Vậy giải pháp nào để nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam? Mời quý vị theo dõi phóng sự ngay sau đây. Nâng hạng thị trường là câu chuyện của thị trường chứng khoán trong 2-3 năm trở lại đây. Khi thị trường liên tiếp lỡ mất cơ hội để được MSCI xếp vào danh sách xem xét, thì những câu hỏi làm thế nào, giải pháp nào lại được đặt ra để thị trường hoàn thiện hơn? Theo ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch công ty chứng khoán SSI, thị trường được nâng hạng là điều tốt, nhưng thị trường có thực sự phát triển và hấp dẫn hay không mới là điều cốt lõi. Ông Hưng cho rằng tất cả các thành viên thị trường cần nhìn nhận rõ những điểm còn yếu, từ đó đưa ra giải pháp khắc phục. Có như vậy, thị trường chứng khoán Việt Nam trở thành thị trường mới nổi sẽ là điều tất yếu. Hãy liệt kê tất cả các yếu tố để sao được nâng hạng thị trường. Và tất cả chúng ta bao gồm từ ủy ban đến các thành viên thị trường đến sẽ cùng nhau đến làm việc với chính phủ, làm việc với cơ quan khác để làm sao tất cả các yếu tố giúp cho thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng. Đây là mục tiêu để chúng ta phấn đấu. Và khi tất cả những cái điều kiện tiên quyết để chúng ta được nâng hạng nó thành hiện thực thì nghiễm nhiên chúng ta hệ quả là chúng ta được nâng hạng. Điều đầu tiên thị trường chứng khoán Việt Nam cần cải thiện là công bố thông tin. Nếu không công bố thông tin bằng tiếng Anh hoặc áp dụng các chuẩn mực công bố thông tin quốc tế, thì nhà đầu tư nước ngoài khó có thể dắt vốn đầu tư vào các doanh nghiệp trên thị trường. Công bố thông tin bằng tiếng Anh theo chuẩn mực quốc tế cũng sẽ giúp thị trường chứng khoán Việt Nam trở nên minh bạch hơn trong con mắt của nhà đầu tư nước ngoài. Chúng tôi sẽ phối hợp với cả các cái bộ phận chức năng ở bên Bộ Tài chính để có thể sớm là đưa cái quy định mà lập báo cáo tài chính theo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế. Có thể là trước mắt là đối với những cái doanh nghiệp niêm yết lớn chẳng hạn, thì để chúng ta có thể có những cái tiếp cận nhanh với thị trường thế giới. Để thị trường Việt Nam được nâng hạng, thì quy mô và thanh khoản của thị trường cũng là những yếu tố cần tiếp tục được cải thiện. Nhà đầu tư nước ngoài sẽ tham gia nhiều hơn khi thị trường có nhiều sản phẩm và cơ cấu sản phẩm đa dạng hơn, chất lượng hơn. Quá trình IPO cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước lớn cũng được kỳ vọng sẽ đưa những sản phẩm đủ lớn để nhà đầu tư nước ngoài có thể giải ngân được dòng tiền. Trong năm 2017 vừa rồi, thì thị trường chứng khoán phái sinh đã ra đời. Và tiếp theo đó là những cái sản phẩm như chứng quyền và sắp tới nữa đó là giao dịch mua bán trong ngày. Mặc dù vẫn còn mất nhiều thời gian nhưng mà tôi cho rằng đó là vẫn thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn đang trong cái giai đoạn là tái cơ cấu mang tính chất là đúng hướng. Thì tôi cho rằng là khoảng 2 năm nữa thì chúng ta có thể hy vọng là Việt Nam có thể là được đưa vào danh mục nâng hạng. Bên cạnh đó, độ mở của thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài vẫn còn khá hạn chế do các quy định về nới room, chuyển đổi ngoại tệ, thậm chí là cả các quy định liên quan đến mở tài khoản của nhà đầu tư nước ngoài. Những quy định này cần có những thay đổi theo hướng tích cực để có thể hấp dẫn dòng vốn ngoại. Đó chính là cái tỷ lệ sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài. Các cái ngành nghề kinh doanh có điều kiện cần phải được dỡ bỏ và tạo điều kiện thuận lợi hơn để nhà đầu tư nước ngoài có thể tham gia sâu rộng hơn đối với thị trường chứng khoán Việt Nam. Là cái yếu tố mà có thể tự do chuyển đổi ngoại tệ trong nền kinh tế. Đây là yếu tố rất quan trọng và chúng tôi cho rằng là nếu mà ngân hàng nhà nước sẽ giải quyết được vấn đề này thì chắc chắn rằng là cái quá trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ còn được thu hẹp và sẽ còn nhanh chóng hơn nữa. Chúng ta có thể mở để cho họ có thể giao dịch thẳng. Khi họ ngồi ở bên nước ngoài, họ có thể giao dịch thẳng từ bên nước ngoài được. Hiện nay thì chỉ các nhà đầu tư nước ngoài có tổ chức thì chỉ có một kênh duy nhất là họ đi cùng với Bloomberg để họ đặt lệnh từ nước ngoài. Tôi cũng trong quá trình sửa đổi luật chứng khoán thì chúng tôi cũng sẽ đưa những cái nội dung mà mang tính chất là giải quyết các cái xung đột pháp luật giữa các luật với nhau để cố gắng hỗ trợ cái vấn đề mở cửa thị trường cho nó thực chất và mạnh mẽ hơn so với năm vừa rồi.
Thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn còn rất nhiều điểm cần cải thiện, thế nhưng không thể phủ nhận sức hấp dẫn của thị trường chứng khoán Việt Nam đối với nhà đầu tư nước ngoài đang ngày một gia tăng. Trong trường hợp khả quan nhất, Việt Nam có thể được xem xét vào thị trường mới nổi vào tháng 6 năm 2019 và năm 2020 sẽ chính thức được nâng hạng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình chứng khoán cuối tuần này. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn và đừng quên cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.